Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Nếu như mọi người đang làm trong lĩnh vực vàng bạc đá quý hoặc là những trang sức phụ kiện về vàng bạc như thế này thì chắc hẳn mọi người đã thấy có một số cửa hàng đã và đang ứng dụng trong việc đó là dán những content nhãn về thông tin sản phẩm, giá cả hoặc là những cái khối lượng và cũng như là mã vật lên những cái trang sức cũng như là những cái phụ kiện thời trang như thế này, thì nó có thể là giúp ích được rất là nhiều. Nhìn cái những cái trang sức của mình trở nên nó là chuyên nghiệp hơn, khách hàng có thể thấy được những cái thông tin hơn, đi kèm với đó nó có mã vạch thì đều giúp mình quản lý hệ thống cũng như là bán hàng nó được nhanh và tiện hơn. Thì nếu như các bạn đang tìm một dòng máy mà nó có thể in những cái tem nhãn này còn với đó là in những cái thông tin này một cách rõ nét và sắc nét chuyên nghiệp, thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy có thể in được những tem nhãn những trang sức như thế này. Đó là có model đó là Rin 412 Bacon. Thì đây là một dòng máy có công nghệ của Nhật Bản. Thì mọi người hãy cùng em khám phá và tìm hiểu sâu hơn về chiếc máy này. Thì đầu tiên em muốn giới thiệu với mọi người về cái ngoại hình, về cái hình dáng bên ngoài của chiếc máy này. Thì cho mọi người có thể thấy là đây là dòng máy đã tốt nên thành ra nó có kích thước rất là nhỏ gọn nên phù hợp để có thể là để nhiều vị trí khác nhau cũng như là tiết kiệm được cái không gian diện tích nơi đặt máy của mình. Thì em sẽ mở máy lên cho mọi người xem ha. Bên ngoài máy được làm bằng nhựa này, nhìn cũng khá là chắc chắn đây. Với trong màu trắng cũng như màu đen, trắng màu đen đấy. Phía đây là phía bên trong của máy, thì phía sau này đây là cái hộp để cho mình có thể là đựng cái cuộn giấy, còn phía trước này là đây là cái kích thước là đầu in của đây là cùng đầu in của máy ha. Để mở lên cho mọi người xem ha. Đây thì đây là cái mình có thể là để chứa cái cuộn mực, cái mực in để mình có thể là in ra. Đây là dòng máy Rin 412 BA còn có đồ đồng đầu in là 4 in tương đương với 104 mm nha mọi người. Đó, có độ phân giải đó là 300 dpi nên thành ra là mình có thể là in ra được những cái dòng chữ thông tin trên này rất là nhỏ mà nhưng nó vẫn là sắc nét, tại vì do độ phân giải của nó lên tới là 300 dpi. Thì đây là một cái đặc điểm nổi bật của máy. Đi kèm với đó thì em giới thiệu sơ một số cái về cổng kết nối của máy nha. Đây mọi người có thể xem, đây là có là cổng kết nối, đó là cổng LAN, cổng RS232 và cổng USB. Đây là cái jack cắm nguồn, đây là công tắc nguồn ha. Đối với những dòng máy để bàn mà có thêm option đó là LAN nên là đây là một đặc điểm rất là nổi bật đối với cái dòng máy để bàn. Thì mục đích của cái này là mình có thể là kết nối nhiều máy in, nghĩa là trên cái điểm vàng hoặc trên cửa hàng của mình kết nối nhiều máy tính để mình có thể là sử dụng đối với cái dòng máy in này. Mình không cần phải là một máy tính phải kết nối một máy in, mình có thể là nhiều máy tính kết nối, tại vì nó có cổng LAN nên mình có thể là sử dụng ha, rất là tiện lợi. Đó thì đây là cái hình dáng bên ngoài của cái dòng máy này. Đây là một dòng máy Rin 412 BA cộng có độ phân giải là 300 dpi, dùng để in được rất là sắc nét những cái content nhãn, mình dán lên những cái đồ trang sức hoặc là những cái nhẫn hoặc là những cái phụ kiện thời trang, những cái thông tin hoặc cũng có thể là ứng dụng trong việc đó là dán lên những cái mắt kính hoặc là những cái mắt kính nữa, những cái để mình bán có những cái thông tin trên đó ha. Thì tiếp theo thì em sẽ in thử cho mọi người xem về cái khả năng in ấn, tốc độ in cũng như là cái độ sắc nét của cái dòng máy này để mọi người có thể là cùng có thể là tận mắt xem ha. Đây để em mở một cái nha. Đây, cái việc in ấn cũng như là thiết kế thì cũng khá là đơn giản. Lúc mà cung cấp máy thì bên em cũng cung cấp một phần mềm để mình có thể là thiết kế thay đổi những cái nội dung ở trên cái dòng máy này. Nó thay đổi nội dung tên với những cái design thế này là mình có thể là tự động mình thiết kế theo cái ý muốn của từng shop nha mọi người. Đây thì mọi người có thể thấy là cái nét chữ ở trên này ha. Đây là nét chữ khá là nhỏ ha, tại vì content của mình có kích thước rất là nhỏ, tại vì những cái món trang sức như nhẫn hoặc là cái đó rất là nhỏ nên mình không thể là có những content lớn được đó. Mã vạch khá là nhỏ nhưng nó cũng khá là rõ nét nha mọi người. Này, mọi người có thể thấy cái tốc độ in khá là nhanh, em in 10 con nó in ra cũng nhanh, rất là nhanh ha. Để em in tiếp cho mọi người xem đây. Nó in ấn rất là nhanh. Thì nếu mà mọi người ví dụ như đây chứng nhận ha, mọi người cần lột dán, thì hiện nay trên thị trường đang có hai chất liệu của cái nhãn chính cái nhãn trang sức này, đó là cái loại đuôi nó khử keo và loại đuôi không khử keo. Nếu mà cái loại đuôi khử keo á, thì nó giúp cho mình đó là nó không, cái keo nó không bị dính vào cái trang sức của mình, thành ra nó không bị dơ hoặc là không bị gì đó mất công mình phải vệ sinh lại. Đó cái loại đuôi khử không khử keo, còn có một loại bình thường đó là loại đuôi khử keo, thì mình có thể lựa chọn tùy theo cái chi phí đầu tư của mình. Đây mọi người có thể nhìn thấy một chiếc nhẫn như này trưng bày lên, có thông tin mã vạch nè, giá bán nè, ví dụ như mình muốn thêm là trọng lượng hoặc là khối lượng gì đó hoặc là bao nhiêu chỉ hay gì, sau đó thì thông tin mã vạch, thông tin cái cửa hàng của mình, thông tin của tên cái sản phẩm, rất là chuyên nghiệp ha.
và mọi người có thấy ra thì chuyên nghiệp rất là tiện lợi đó. Thêm một cái nữa là con chất liệu content này là chất liệu PVC nhưng thành ra là nó sẽ không bị rách khi mà mọi người khách hàng thử vô thử ra, và cái chất liệu mực trên này nó không bị bay đó. Mọi người có thể thấy là nó rất là chắc chắn nha, dịch nó muốn bay cái nhận chứ còn cái tem nó không rách nha, này nó không bị rách content, không bị mất rách content, mình chỉ cần phải cắt đi hay gì đó thì nó mới mới rách cái này đó. Đây là mọi người có thể nhìn sơ ha. Ngoài cái sự mình sử dụng mực đen thì mình có thể là sử dụng mực vàng ấn kim này đó, mọi người có thể nhìn sơ qua không, nếu đó mọi người có thể nhìn nó rất là đẹp đây, số mực vàng ấn kim mình sử dụng để mình in, nó cũng lắp mực và in thông tin như như đó thôi, mình thiết kế nội dung lên và in thôi. Đây mọi người có thể thấy không, để mình có thể là ứng dụng cái này để mình có thể là dán lên những trang phục nhìn nó sẽ bắt mắt và nó rất là đẹp hơn. Đây là nó có thêm một vài sự lựa chọn để mình có thể là lựa chọn theo cái nhu cầu cũng như là của từng shop hoặc từng tiệm vàng hoặc từng cửa hàng của mình đó. Mọi người có thể thấy nhá, đây là mình có thể lựa chọn cái màu khác nhau của mực để in lên trên những cái chất liệu này đó. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về cái dòng máy có thể in được những con tem nhạc để ứng dụng dán lên những cái trang sức cũng như là những cái phụ kiện thời trang. Đấy là dòng máy có model đó là Vin 412 BA còn có công nghệ của Nhật Bản nha mọi người, em muốn giới thiệu lại. Thì nếu mọi người có thắc mắc về những cái dòng máy in cũng như là về những cái đề can và mực đi kèm để nó phù hợp với việc dán lên những cái trang sức hoặc là những cái vàng bạc đá quý hoặc là những cái phụ kiện thời trang hoặc là những cái mắt kính chẳng hạn, thì mọi người có thể là liên hệ tới công ty Thế Giới Mã Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thế giới mã vật.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.